Xin chào tất cả các bạn, chúng ta đang cùng theo dõi kênh tin tức giải trí D-News. Ngay sau đây là thông tin Trần Thành gây tranh cãi, bị tố body shaming thí sinh rap Việt ngay trên sóng truyền hình. Thời gian gần đây, Trần Thành lại liên tục vướng phải những tranh cãi về việc phủ sóng quá nhiều trên các chương trình truyền hình. Sự xuất hiện của Trần Thành tại Rock Việt cũng khiến netizen phải đưa ra nhiều quan điểm trái chiều. Mới đây nhất, cái tên Trần Thành một lần nữa thu hút đông đảo sự chú ý. Cụ thể, trên một diễn đàn mạng xã hội xuất hiện bài viết cho rằng Trần Thành đang có ý body shaming Juno Big Boy, một thí sinh tham gia chương trình Rock Việt. Theo đó, người đăng bài viết này đã đăng tải hai clip được cắt ra từ chương trình Rock Việt và cho hay. Hai clip dưới đây do mình cắt từ phần thi của thí sinh Juno trong chương trình Rap Việt tập 1 khi lại cảnh MC Trần Thành sử dụng những ngôn từ và có hành động mang tính xúc phạm đến ngoại hình của thí sinh. Vấn đề miệt thị ngoại hình trên những show truyền hình không còn mới mẻ nên hôm nay mình muốn mọi người nhìn nhận lại nó một cách nghiêm túc. Việc Trần Thành có những hành động như vậy đối với thí sinh có thể tác động lớn đến tâm lý của bạn ấy khi bạn này không chỉ bị biến thành trò cười với khán giả trường quay mà cả những khán giả màn ảnh nhỏ. Đặc biệt, con người bị ảnh hưởng nhận thức không nhỏ từ những sản phẩm truyền thông có thể dẫn đến việc lầm tưởng rằng đây chỉ là hành động bông đùa vui vẻ trong khi có người đã bị tổn thương vì nó. Sau đây, mình muốn tất cả mọi người cùng thấy những hành vi này là sai trái và tuyệt đối không được cổ suý. Có thể thấy trong đoạn clip trên, Trần Thành khá thoải mái khi hỏi về cân nặng và mức ăn uống của Juno Big Boy. Bạn có ăn uống bình thường như người ta không? Bạn bao nhiêu ký? Ở phần sau, Trần Thành bất ngờ mang cả lên sân khấu chiếc bánh bao đang ăn dở và hỏi thí sinh, còn cái bánh bao đang ăn dở quất luôn không? Bài đăng nhanh chóng tạo nên một làn sóng tranh luận dữ dội. Rất nhiều khán giả tỏ ý bênh vực Trần Thành, cho rằng nam MC chỉ đang chia sẻ vui vẻ chứ không cố tình miệt thị hay body shaming thí sinh này. Bên cạnh đó, có nhiều người phản ứng cho rằng Trần Thành không nên đem cân nặng, vóc dáng thí sinh đề cập quá nhiều như thế. Hiện bên phía MC Trần Thành chưa có bất cứ phản hồi nào về trường hợp này. Theo bạn, đây có phải là hành vi body shaming hay không? Ý kiến của bạn như thế nào? Hãy cùng chia sẻ với chúng mình ở phần bên dưới comment nhé!